Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa là một bộ phận quan trọng của văn hóa dân tộc. Đó là những giá trị văn hóa có sức sống trường tồn, đã vượt qua được sự thẩm định của thời gian để từ quá khứ đến được với hiện tại. Di sản văn hóa dân tộc là tài sản quý giá của mỗi quốc gia, là linh hồn, hạt nhân gắn kết dân tộc, là biểu hiện rõ nét của bản sắc văn hóa dân tộc. Di sản văn hóa đặc biệt quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Đất nước Việt Nam chúng ta có một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng, không chỉ góp phần quan trọng vào việc giáo dục, lịch sử, vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Di sản văn hóa còn giúp phát triển kinh tế, xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Vì vậy, việc bảo tồn các di sản, di tích là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành văn hóa, là trách nhiệm của nhà nước và cộng đồng. Kỷ niệm 76 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm nay, Thư viện tỉnh Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam của tác giả Nguyễn Kim Loan và Nguyễn Trường Tân. Sách do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành với độ dày 346 trang, khổ 13 x 20,5cm. Thông qua cuốn sách này, bạn đọc sẽ có được một cái nhìn khái quát chung những vấn đề lý luận về di sản văn hóa như khái niệm, đặc trưng, tiêu chí phân loại di sản văn hóa, đồng thời phân tích, đánh giá vai trò của di sản văn hóa trong sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Ngoài ra, sách còn khảo sát và mô tả khái quát, đánh giá hệ thống di sản văn hóa dân tộc Việt Nam để thấy rõ những giá trị nổi bật của nó, phân tích những quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về di sản văn hóa, mô tả những kỹ năng nghiệp vụ cụ thể trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa. Văn hóa là di sản quý báu của toàn dân tộc, được các thế hệ người Việt Nam giữ gìn, phát huy giá trị từ đời này sang đời khác. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các giá trị văn hóa Việt Nam đã được lan tỏa, bạn bè thế giới ghi nhận, trở thành một phần trong kho tàng văn hóa nhân loại. Các giá trị di sản văn hóa không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, mà đã trở thành một nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển. Những năm qua, các di sản văn hóa được nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Di sản văn hóa ở Việt Nam đã và đang thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò quan trọng trong việc giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, hình thành nên nguồn nhân lực đóng góp trực tiếp quyết định vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.